cư ngụ trong ruột là hàng nghìn tỷ các loại vi khuẩn, bao gồm cả các chủng có lợi lẫn có hại. Chìa khóa để duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh cho bé chính là đảm bảo sự cân bằng giữa lợi khuẩn và hại khuẩn. Để làm được việc này, đôi khi cần bổ sung lợi khuẩn đường ruột cho trẻ thông qua các thực phẩm hàng ngày. Vậy lợi khuẩn là gì? Làm cách nào để bổ sung lợi khuẩn cho trẻ? Hãy cùng tìm hiểu thêm sau đây nhé! Bổ sung lợi khuẩn đường ruột cho trẻ có nên hay không? Lợi khuẩn đường ruột là gì? Lợi khuẩn đường ruột là đội quân các vi khuẩn cư ngụ trong đường ruột. Chúng hỗ trợ cơ thể trong việc tiêu hóa. Lợi khuẩn có thể giúp chuyển hóa một số loại đường, tinh bột, chất xơ mà cơ thể không thể tự chuyển hóa được. Một trong những lợi khuẩn đầu tiên xuất hiện trong đường ruột của bé có tên là Bifidobacteria, đảm nhiệm việc tiêu hóa một số loại đường có trong sữa mẹ. Hấp thụ chất dinh dưỡng, lợi khuẩn có khả năng tổng hợp vitamin K, vitamin B12, hỗ trợ quá trình hấp thụ khoáng chất có trong thức ăn như magie, canxi và sắt. Tăng cường miễn dịch, một số loại lợi khuẩn có thể hiệp đồng tác dụng với hệ miễn dịch khi cơ thể bị mầm bệnh tấn công. Ngoài ra, với quân số áp đảo, đội quân lợi khuẩn sẽ giúp cơ thể hấp thụ phần lớn nguồn dinh dưỡng trong ruột và máu để nuôi dưỡng cơ thể cũng như tạo ra axit, ngăn cản hại khuẩn và mầm bệnh phát triển. Cải thiện tâm trạng, một số loại lợi khuẩn có khả năng sản xuất chất dẫn truyền thần kinh, có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của não bộ. Bạn có biết 95% hormone hạnh phúc serotonin được sản sinh trong ruột hay không? Có nên bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột của trẻ từ 2 đến 6 tuổi? Ở hệ tiêu hóa khỏe mạnh, lợi khuẩn chiếm đa số. Khi lực lượng lợi khuẩn bị suy yếu, sự cân bằng tự nhiên trong đường ruột bị mất đi. Tác dụng phụ của việc dùng kháng sinh, có bệnh lý ở đường tiêu hóa, có chế độ ăn không lành mạnh, v.v. sẽ gây ra hiện tượng này. Trẻ có thể gặp nhiều vấn đề sức khỏe như táo bón, tiêu chảy, tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng kém, hay ốm vặt, dị ứng và nhiễm trùng. Nếu trẻ đang dùng kháng sinh, bị táo bón, tiêu chảy, tiêu hóa và hấp thu kém, chậm tăng cân, mẹ có thể bổ sung lợi khuẩn cho trẻ để giúp cân bằng hệ vi sinh trong đường ruột. Theo tạp chí y khoa American Family, việc bổ sung vi sinh vật có lợi có thể giúp chữa trị bệnh viêm ruột, giảm thời gian tiêu chảy do bệnh dạ dày ruột. Trẻ được bổ sung men vi sinh trong khoảng 3 tháng đầu đời có thể giảm nguy cơ quấy khóc vì đầy bụng sau sinh, táo bón và trào ngược axit. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý với các trẻ sinh non, trẻ có thể bị các vấn đề về bệnh lý, dị tật bẩm sinh, thì mẹ chỉ nên bổ sung lợi khuẩn đường ruột theo chỉ định từ bác sĩ. Cách bổ sung lợi khuẩn đường ruột cho trẻ thế nào là hợp lý? Lợi khuẩn tự nhiên tồn tại trong rất nhiều loại thức ăn. Dưới đây là 3 cách bổ sung lợi khuẩn an toàn nhất cho bé từ 2 đến 6 tuổi. Tăng cường thức ăn có chứa lợi khuẩn tự nhiên. Sữa chua, phô mai, các thực phẩm lên men khác như kim chi, bánh mì lên men chua tự nhiên. Thức uống lên men từ kefir và kombucha đều chứa rất nhiều lợi khuẩn có lợi cho đường ruột. Để tăng cường hiệu quả ngoài các món kể trên, mẹ hãy cho bé ăn đa dạng các loại trái cây, rau xanh và ngũ cốc, thực phẩm họ đậu. Đây là các thực phẩm rất giàu chất xơ hòa tan, nguồn dinh dưỡng chính giúp đội quân lợi khuẩn sinh sôi và phát triển. Cho bé uống sữa công thức bổ sung lợi khuẩn đường ruột. Hiện nay, các dòng sữa được bổ sung lợi khuẩn tự nhiên. Lợi khuẩn là chiến binh cừ khôi, tham gia vào hàng rào màng nhầy niêm mạc ruột. Chúng góp phần hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa tiêu chảy, táo bón và chống lại các tác nhân xâm nhập gây bệnh. Khi pha sữa công thức có chứa lợi khuẩn sống, mẹ nên lưu ý chỉ nên dùng nước ấm khoảng dưới 40 độ C để tránh làm chết lợi khuẩn. Dùng men vi sinh cho trẻ. Ngoài hai bí quyết trên, mẹ có thể cho bé bổ sung lợi khuẩn từ men vi sinh dành cho trẻ nhỏ. Lưu ý lựa chọn loại men có chứa các chủng lợi khuẩn phù hợp với hệ sinh vật đường ruột. Bên cạnh việc bổ sung lợi khuẩn đường ruột từ thức ăn, sữa có chứa lợi khuẩn và men vi sinh, một chế độ ăn uống lành mạnh phong phú, ưu tiên các thực phẩm nguyên hạt, nguyên cám, hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn sẽ giúp nuôi dưỡng đội quân lợi khuẩn thiện chiến và có một đường ruột khỏe mạnh. Nếu các mẹ có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment ở phía dưới nhé, hoặc gọi vào hotline 0929 197 777 để nhận được tư vấn từ chuyên gia. Nhớ like và subscribe kênh nếu mẹ cảm thấy hay để nhận được nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.